sống có bao lâu mà cứ ganh đua nhau hoài, bốn trên lề danh được chi. Cuộc đời sống có bao lâu mà cứ gieo bao sầu đau, để khi nằm xuống có đem được gì theo. Trong đời ai cũng đều buồn phiền, xin đừng hơn thua với nhau. Trong đời ai cũng yêu thật lòng, dù có lúc đầm dành. Bóng tối phía sau tiếng cười, ánh sáng xóa tan niềm đau, giữ lấy trái tim mỗi người để chúng ta là đại gia đình. Chúng ta là đại gia đình. Bóng tối phía sau tiếng cười. Bóng tối phía chị Hiền, anh hai ở đâu? Nhưng bây giờ em muốn gặp anh lắm. Chị cũng có nói với ảnh rồi. Nghe tin cậu về, ảnh mừng lắm. Ít bữa nữa anh sẽ gặp cậu thôi. Hiện giờ thì ảnh đang có tâm trạng buồn nên muốn lánh mặt mọi người. Chị Hiền, anh hai thoái chí rồi đúng không? Ừ. Anh Nguyên không bao giờ rối trí cả. Anh nói là cần phải có thời gian để có thể chiêm nghiệm lại tất cả. Có như vậy thì mới có được những quyết định đúng cho sau này. Anh nói vậy đó. Em chưa gặp anh hai, nhưng nghe chị nói, em nghĩ anh hai chắc chắn rất giỏi và có ý chí. Anh hả? Anh đây. Sao giờ này em còn chưa ngủ nữa? Em phải giấc ngủ của anh phải không? Em giận anh quá nên không ngủ được đúng không? Anh ơi, em xin lỗi. Anh cũng xin lỗi. Anh sẽ quan tâm tới em nhiều hơn. Anh là người vô tâm lắm. Thương anh, em phải chịu nhiều tổn thương, có đúng không? Anh à, mình cưới nhau nha. Nhưng ba má em chưa chịu mà. Em không biết, nhưng em không thể chờ được nữa. Cảm giác này sẽ hành hạ em đến chết mất. Khanh, chuyện gì xảy ra với em vậy? Anh có muốn kết hôn với em không? Chuyện này mình đã nói rồi mà. Em muốn nghe anh nói một lần nữa. Kết hôn với em, muốn lấy em làm vợ.
Vậy thì được rồi. Cái gì được? Anh không hiểu gì hết. Cái gì thuộc về cảm giác? Rồi thì cũng qua thôi. Rồi anh sẽ yêu em. Em không bỏ cuộc đâu. Chú Năm đó hả? Tôi đã suy nghĩ suốt đêm qua nên quyết định triệu tập khẩn cấp toàn ban giám đốc đúng 9 giờ sáng hôm nay. Kỹ sư Vĩnh và Bãi Phụng có muốn xin nghỉ cũng phải đến họp để nghe ý kiến của tôi. Họp rồi nghỉ cũng phải bàn giao công việc chứ. Đừng có để tôi áp dụng luật lao động nghe chưa? Ông ơi, tôi đây. Bà nói với con Hiền chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi đi. Sáng nay tôi tới công ty sớm. Thì chút nữa nó cũng đi với ông mà. À quên. Vậy đó bà, tôi quên mất. Tôi quên là đã gọi nó đi làm. Bữa nay đầu óc tùm lum qua, không còn nhớ gì hết. Con à. Dạ. Ba đòi ăn sáng kìa. Bữa nay á ba có việc vô công ty sớm đó con. Dạ, con biết rồi. Ủa, ba đi đâu sớm vậy chị Hiền? Ba đi vô công ty em. Đi làm đồ ăn sáng cho em luôn nha. Em đi theo ba. Ừ, đồng ý. Anh Vĩnh đó hả? Dạ tôi đây. Đơn xin nghỉ việc của anh tôi đã đưa cho tổng giám đốc. Sáng nay em gọi điện triệu tập cuộc họp của ban giám đốc đột xuất đúng 9 giờ.
Tôi sắp... Xin lỗi anh, tổng giám đốc nói sẽ có quyết định về chuyện xin thôi việc của anh với cô Bảy Phụng. Cô Bảy Phụng cũng xin nghỉ hả? Đúng, nhất định anh phải tới họp. Phải họp hả anh? Nếu không, tổng giám đốc sẽ áp dụng luật lao động. Tới mức đó hả anh? Ông nói anh, muốn nghỉ phải bàn giao lại công việc chứ. Được rồi. Anh nên có mặt. Hả? Rồi. 9 giờ. Tôi sẽ đến đúng giờ mà. Anh không có ý kiến. 9 giờ sáng nay anh Ba triệu tập cuộc họp của ban giám đốc, đột xuất khẩn cấp. Tùy cô. Tôi không can thiệp đâu. Tình hình căng thẳng lắm rồi. Anh Ba nói muốn nghỉ thì phải bàn giao công việc. Đừng để ảnh áp dụng luật lao động. Anh Ba nói gì quá đáng vậy? Tôi không chịu cực khổ làm việc ngày đêm. Dễ gì tôi được ngày hôm nay? Ảnh làm như là ảnh bố thí cho tôi không bằng vậy đó. Anh không có ý kiến. 9 giờ sáng nay anh Ba triệu tập cuộc họp của ban giám đốc. Tôi không thèm tới đâu. Tôi mà đi đến đó hả? Là tôi gây với ổng cho mà coi. Tùy cô. Tôi không can thiệp đâu. Căng thẳng lắm rồi. Anh Ba nói nếu muốn nghỉ thì phải bàn giao lại công việc. Đừng để ảnh áp dụng luật lao động. Hiếu ơi. Dạ, dạ, cô Bảy kêu con. Ở nhà giữ nhà. Cô đi lên công ty họp liền. Ủa, cô Bảy nói cô Bảy nghỉ làm rồi. Cô Bảy lên công ty họp chi nữa cô Bảy? Đừng có hỏi. Tao đang sùng đây nè. Dạ, dạ. Ba. Ngồi xuống ăn sáng với ba con. Dạ. Đây, của chú Năm nè. Dạ, cảm ơn chị. Ăn đi con. Con ăn rồi ba. Ba. Ba tới công ty hả ba? Ba có triệu tập một cuộc họp. Toàn là ban giám đốc không hả? Con đi với ba được không? Gì vậy con? Họp hành chán lắm. Con đi cho biết công ty của mình. Con sẽ không làm phiền ba đâu. Ba cứ yên tâm. Dạ hả? Dạ ăn đi. Rồi thay đồ đi với ba. Dạ. Ủa, thằng Năm đi theo ba con hả? Dạ, hôm nay cậu Năm muốn lên công ty tham quan mà má. Công ty đang lộn xộn như vậy, đưa thằng Năm tới đó, rồi nó lại lo lắng cho công ty. Cái ông này thiệt tình à. Cậu Năm cũng là người nhà mình, mình cũng nên cho cậu biết. Mình không nên giấu cậu đâu má. Nhưng má chỉ muốn á, thằng Năm nó có ấn tượng tốt đẹp về nhà mình. Dạ, mặc dù tiếp xúc với cậu Năm chưa lâu, nhưng con thấy cậu ấy là người chín chắn nè, biết suy nghĩ trước sau đó má. Bữa nay con có liên lạc gì với anh hai không? Dạ không má. Lúc này con cũng biết nói dối nữa hả? Má ơi, con không phải như má nghĩ đâu. Má không trách con đâu. Thằng Nguyên giờ này nó chỉ còn liên lạc với con thôi. Nó tuyệt giao với cả... Không phải vậy đâu má. Anh hai chỉ muốn được ở một mình để suy nghĩ được chín chắn hơn thôi. Con lên văn phòng với ba luôn nghe. Ba, nói với chú Tư vẫn còn đi một vòng coi công trình xây dựng nha ba. Con cũng biết chút kiến thức về xây dựng đó ba. Còn sớm, để ba đưa con đi xem qua các xí nghiệp. Ba cứ họp đi ba, con đi một mình được rồi.
À không, con cứ đi với ba. Dạ. Dạ chào tổng giám đốc. Nếu em vô lâu quá thì anh cứ về trước đi, không cần phải đợi ngoài. Làm gì mà tới mức đó? Anh nghĩ là họ sẽ bị Hiền thuyết phục thôi. Ừ. Được người ta tin tưởng quá mức cũng là áp lực lớn đó anh. Hiền cứ tự tin mà làm. Tôi nghĩ đây là việc khó. Dù được hay không á thì phải cố gắng hết sức mình là được rồi. Em vô nha. Coi thử đi, chắc còn chậm hơn các công ty nước ngoài lắm đúng không? Không đâu ba, với máy móc này thì sẽ thi công bằng phương thức của châu Âu đó ba. Thiệt hả con? Ủa, ba cho nhập những máy móc này thì ít nhiều ba phải nắm được phương thức hoạt động của nó chứ. À, cái này là do anh hai con nhập về, cũng chính vì chuyện này mà công ty bây giờ. Ba, anh hai đúng là người có tư tưởng tân tiến đó ba. Mình làm trong ngành nào cũng vậy. Vào thời buổi này, mình phải liên tục thay đổi để theo kịp xu hướng của thế giới đó ba. Thôi, mình đi con. Để rồi. Dạ. Để ba đưa con qua phòng thiết kế xây dựng coi thử. Dạ. Không chỉ các ông có những khó khăn trong giai đoạn hiện tại, mà công ty chúng tôi cũng đang trên bờ vực phá sản. Và số nợ của các ông cũng có thể giúp chúng tôi phần nào. Chúng tôi không còn cách nào khác. Nhưng chúng tôi không có khả năng chi trả được. Tôi chỉ có khả năng thanh toán được một phần số nợ cho bên cô. Vậy thì xin lỗi ông, chúng tôi phải kiện công ty của các ông ra tòa vì đã cố ý không thanh toán hợp đồng. Cô làm chức vụ gì bên đó? Cô có biết hai công ty chúng ta đã làm ăn bao nhiêu lâu nay rồi, cô biết không? 12 năm, thưa ông. Cô phải biết là có những hợp đồng của hai bên có giá trị gấp 10 lần như vậy. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên công ty các ông chậm thanh toán với công ty chúng tôi. Tôi đã giải thích nãy giờ nhưng cô vẫn không hiểu. Công ty chúng tôi hiện không có khả năng thanh toán. Theo tôi biết thì không phải như vậy. Công ty các ông chẳng qua muốn giữ số tiền đó để có vốn luân chuyển. Các ông vừa mới ký được hợp đồng xây dựng công trình có trị giá tới 20 tỷ và các ông đã nhận trước 10 tỷ. Nếu các ông muốn, các ông có thể thanh toán một phần nào đó cho công ty của chúng tôi, hoặc ít nhất là một nửa trong số đó.
Sao cô biết được chuyện đó? Nếu tôi muốn, tôi còn có thể biết được nhiều chuyện quan trọng hơn nữa kìa. Cô đúng là người không biết điều. Tôi sẽ gọi điện cho giám đốc Nguyên, ông ta sẽ sa thải cô. Xin phép, cho tôi được nói một câu. Nếu mà nói người không biết điều, thì chính ông mới là người không biết điều. Ông không biết nghĩ đến những khó khăn của người khác, mà chỉ nghĩ đến khó khăn của chính mình. Và nhất là những đối tác làm việc lâu năm, thân thiết như vậy. Tôi thật sự buồn. Mà ông không cần phải gọi cho giám đốc Nguyên làm gì. Vì bây giờ ông đã bị mất chức rồi. Ông Nguyên bị cách chức lúc nào? Tại sao vậy? Vì đã dung túng cho những người như ông vậy đó. Dạ. Chào tổng giám đốc ạ. Chào tổng giám đốc. Chào anh. Chào anh. Lâu lâu tổng giám đốc mới ghé thăm, tụi cháu mừng lắm. Sẵn đây mời tổng giám đốc coi qua mấy mẫu công trình thiết kế mà đối tác đã đặt hàng trong năm nay. Đây là những mẫu thiết kế rất mới mà sếp Nguyên đã duyệt rồi. Những kiến trúc này khá là độc đáo. Tôi rất thích. Đặc biệt là mẫu này nè. Nhưng hình như với kỹ thuật của nước mình vẫn chưa đủ sức để thi công những công trình thuộc dạng khó như vậy, đúng không? Không phải đâu. Giám đốc Nguyên đã mời được 3 chuyên gia nước ngoài về kiến trúc xây dựng. Ở công ty mình, kỹ sư rành rẽ về kiến trúc này cũng không dưới 5 người. Chúng ta không sợ thiếu. Ba, anh hai hay thiệt đó ba. Đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. Anh tính tới cả những thứ mới chỉ nằm trong hướng phát triển. Đúng là sáng kiến của bà giám đốc. Thôi con, đi với ba. Hai người cứ làm việc đi nha. Dạ. Xin chào. Ai vậy? Tôi không biết. Mới gặp lần đầu. Hay có người thay thế anh Nguyên? Cô Thúy. À, chú. À. Anh gấp 10 mẫu công trình xây dựng cho tôi. 10 bản nha. Chú Năm. Mới rồi tổng giám đốc cứ tới đây với một người. Ai vậy chú Năm? Hai người vô đây rồi hả? Ừ. Dạ. Đó là Năm Thạnh, con trai của tổng giám đốc. Con trai của tổng giám đốc? Sau đó giờ còn chưa gặp. Nó mới ở Mỹ về, làm sao cô gặp được? Cô thấy đẹp trai thì hỏi tới ha. Con không giỡn chú nha. Mà chú, có phải tổng giám đốc gọi cái ông này về để thay thế anh Nguyên không chú? Thay thế là sao? Nói gì tôi không hiểu. Trời ơi, thì thay cái chức giám đốc chứ gì nữa. Vậy mà chú không hiểu nữa. Anh ta đi khắp công ty, rồi nãy vô cái phòng này hỏi đủ thứ. Bậy không à. Người ta muốn tìm hiểu thì hỏi thôi. Chứ mắc mớ gì, bà hỏi thôi cũng không được hả? Đoán tầm bậy rồi nói tào lao. Mệt quá. Nè, đoán mò giỏi đó. Lỡ như ông Nam Thiên không biết thì sao? Sao đó giờ anh ta không về? Anh Nguyên mới vừa bị cách chức là anh ta xuất hiện à? Anh đi đâu vậy? Tôi đi lấy bản kiểm định mẫu đất của Sơn Nam. Để còn lên khung nữa. Cô ở đây chờ ra mắt giám đốc mới. Tôi đi nghe.
tôi có kiến nghị gửi ban giám đốc. Nhưng mà ban giám đốc phải xem xét để giải quyết cho tôi ngay bây giờ. Xin lỗi mọi người. Rồi, để tôi đọc luôn cho các anh chị nghe nhé. Kính gửi ban giám đốc công ty, tôi là Lưu Diễm Thúy, trước kia là nhân viên phòng kỹ thuật, nay đổi sang tổ chuyên viên thiết kế và xây dựng công trình. Mấy hôm nay, nghe tin ông tổng giám đốc đã cách chức con ruột của mình là giám đốc Nguyên, tôi rất hoang mang. Không phải mình tôi, mà hầu hết các chuyên viên cũng như công nhân trong công ty đều mang tâm trạng bất ổn, không làm việc được. Tại sao giám đốc Nguyên bị cách chức? Tổng giám đốc không xét kỹ công khó của giám đốc Nguyên trong việc đổi mới, hoàn thiện các trang thiết bị cũng như quy trình. Thi công với cách quản lý nói chung là trên mọi phương diện. Chúng tôi xin ban giám đốc phải khách quan xét lại mọi việc để phục hồi danh dự cho giám đốc Nguyên. Xin cảm ơn ban giám đốc Lưu Diễm Thúy. Tôi cũng phục tài thằng con trai của tôi. Nó biết gây dây cánh để mà chống lại tôi. Anh ba, anh không nên nói quá lời. Cô Thúy viết kiến nghị về việc cách chức cháu Nguyên. Đó là quyền của cổ. Mình chỉ nên xét ý kiến đúng hay sai thôi. Đúng không? Không nên suy diễn làm mất danh dự cổ. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của chị Bảy. Anh ba, anh nên bình tĩnh trước kiến nghị của công nhân. Hiện nay theo tôi biết á, không chỉ mình cô Thúy đang hoang mang, mà đa số công nhân ở các phân xưởng cũng đều hết sức bênh vực giám đốc Nguyên. Hai người đều cho quyết định của tôi là sai lầm phải không? Cho nên mới xin nghỉ chứ gì. Dĩ nhiên kiến nghị của cô Thúy là rất hợp ý hai người. Thôi, tôi không bàn tới nữa. Tôi chỉ nhắc một điều là chúng ta là công ty tư nhân. Tôi không hề bóc lột công nhân. Nhưng mà mọi người phải nhớ, đây là công ty riêng của tôi, chứ không phải là vốn của nhà nước. Tiền bạc của tôi mà. Tôi quyết định ngưng chức ai là tôi làm. Không vi phạm luật pháp nào cả. Anh bình tĩnh đi anh ba. Đâu có ai nói gì anh đâu. Đây là chuyện nội bộ của mình. Anh em có ý kiến cũng là để giúp cho công ty tốt hơn. Anh em ở đây đều thấy quyết định của anh chưa được thỏa đáng. Tội cho cháu Nguyên. Nó đã bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết cho công ty. Anh em chỉ muốn anh ba xét lại. Tôi không có gì để xét lại hết. Tôi triệu tập cuộc họp này là vì tình cảm mấy mươi năm với mọi người. Tôi muốn anh Vĩnh và cô Bảy thấu hiểu mọi chuyện và thông cảm với tôi. Tôi không sai lầm trong việc này. Bây giờ tôi xin hỏi toàn thể ban giám đốc. Sau khi tôi trình bày cặn kẽ tình hình nguy kịch của công ty, tôi muốn biết là ai có ý kiến gì không? Tôi cách chức giám đốc như vậy là đúng hay sai? Và chúng ta có tiếp tục làm việc với nhau nữa hay không? Sao? Tất cả mọi người cho tôi biết ý kiến trước khi tôi công bố quyết định cuối cùng. Bây giờ chuyện nhà cũng tùm lum quá, mà ba má vốn dĩ lại không đồng ý nữa. Anh hai, em muốn nhờ anh hai đứng ra giúp giùm em. Em cũng biết rồi đó, cả nhà mình ai cũng quý anh Minh. Em làm như vậy có thiệt cảnh không? Ba má có phản ứng thì em cũng có tính tới, nhưng mà em cũng không nghĩ là quá gay gắt như lần này. Tính của ba thì anh hai biết rồi đó, quá cứng nhắc. Ba có bao giờ chịu thua con cái, chỉ có ngược lại mà thôi. Nếu không có ai nói nữa thì tôi xin nói. Tôi thấy mình già rồi, chậm chạp, không đủ sáng kiến để làm việc nữa.
xin tổng giám đốc cho tôi được nghỉ việc. Còn ai nữa? Dạ tôi. Nguyện vọng của tôi cũng xin nghỉ việc. Còn chú Năm? Tôi không bỏ công ty, nhưng tôi vẫn giữ ý kiến của mình. Anh nên xét lại trường hợp cách chức cháu Nguyên. Do tình hình kinh tế xoay chuyển bất ngờ, chứ không phải thằng Nguyên bất lực. Vậy là tôi biết được tất cả ý kiến của mọi người rồi. Chúng ta là những kẻ đồng sàng dĩ mộng, không thể nào cộng tác với nhau được nữa. Cuộc họp chấm dứt ở đây. Mọi người cứ về nhà đi rồi chờ tôi. Chậm nhất là trong 3 ngày nữa sẽ có quyết định chính thức. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mình dậy con. Thôi, mình về mấy anh. Sớm muộn gì cũng phải nghỉ việc thôi. Lưu luyến cũng chẳng ích gì. Tại cô muốn nghỉ chứ đâu có ai đuổi. Tụi này nghỉ để mình anh làm á. Mình khác ý kiến với nhau. Thôi đừng nói nữa. Cô đừng có cự tôi vô lý à. Tôi đâu có khác ý kiến với mọi người đâu. Về chuyện cách chức cháu Nguyên có khác đâu. Nhưng mà tôi có cách xử sự của tôi. Anh Ba làm sai thì mình hợp nhau từ từ khuyên ảnh. Ảnh đâu phải là người không biết nghe. Đằng này ai cũng ra mặt chống đối ảnh. Hè nhau bỏ việc như vậy thì ảnh xoay sở làm sao, đối phó làm sao. Tôi xem chừng ông chủ không dễ dàng thay đổi ý kiến đâu. Có thể là ông có một chiều hướng khác. Thôi, cuộc họp đến đây chấm dứt. Cảm ơn anh em. Mời anh em về phòng. Sự xuất hiện của Năm Phú á không phải là ngẫu nhiên đâu. Cậu ấy hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện công ty đâu. Năm Phú về bất ngờ. 3 tuần nữa là nó đi rồi. Nó cũng là cháu của tôi. Nó không có dính dáng gì đâu. Chị Sáu và Michel như thế nào rồi? Thằng nhỏ đó là con anh Ba bị bắt đi hồi nhỏ đó hả? Nó chứ ai. Sáu Ngoan và Michel đã chết trên đất Mỹ. Năm Phú tìm đường trở về quê để gặp gia đình. Nó cũng định cư ở Mỹ lâu rồi. Vậy là hết hy vọng gặp lại chị Sáu rồi. À, thằng nhỏ làm nghề gì ở Mỹ vậy? Hình như là làm ngân hàng. Michel đã để lại nhiều cổ phần cho nó. Đó là con anh Ba bị thất lạc mấy mươi năm nay. Tôi thấy chắc không phải anh Ba dự tính để thay thế cháu Nguyên đâu. Mà thay ai thì cứ kệ ảnh. Ảnh muốn thay thì cứ thay. Mình nghĩ làm rồi. Lần này em muốn anh Hai và anh Ba đứng ra giúp giùm cho em. Em sẽ thuyết phục ba má. Đừng. Đừng bao giờ đặt ba má vào chuyện đã rồi. Không có kết quả gì đâu. Vậy thì chuyện của tụi em không có cách nào sao anh Hai? Có cái gì đã thúc bách lắm phải không? Sao em gấp vậy? Em chỉ cảm thấy rằng hình như tất cả mọi thứ đều đang chống lại em. Em chỉ mong có một tình yêu bền vững thôi anh à. Nhưng với em bây giờ mọi thứ đều mong manh hết. Vậy là em nghĩ em chọn cách này là để cột chặt tình yêu đó.
Em đang nghĩ sai rồi cô bé. Cô làm gì hét lên vậy? Cô điên hả? Dám nói tôi điên hả? Anh điên thì có, anh khùng, anh đúng là cái đồ ba trợm. Sao muốn giả câm giả điếc hả? Làm cái gì mà anh gặp mặt tôi là anh chậm chậm như vậy chứ hả? Cô muốn quậy tới chừng nào? Hay muốn tôi quậy chung với cô? Anh đúng là bị khùng rồi đó. Cô còn giận tôi chuyện bữa hổm hả? Còn anh thì sao? Làm gì mà cứ mất hồn hoài vậy hả? Triền miên từ ngày này qua ngày khác. Anh cứ biết anh cứ như vậy hoài là cậu ba lo cho anh lắm không hả? Dẹp đi. Lo cái gì? Biết cái gì mà lo? Dẹp gì? Dẹp anh thì có đó. Mà cô quan tâm chuyện đó làm gì? Có liên quan gì tới cô? Tính tôi vậy á, tôi thích quan tâm những chuyện mà không liên quan gì tới tôi hết á. Tôi quên mất, cô là người không thích nói lý lẽ. Cô muốn biết lý do hả? Được, tôi sẽ nói cho cô biết. Nếu cô uống một hơi hết 5 ly rượu, cô làm được chứ? Được. Nhưng mà tôi không thích. Tại sao? Tôi không thích những kẻ ra điều kiện với tôi, hả? Phở hả thầy? Quanh, chào thầy kìa. Hai em cũng tới đây ăn hả? Qua đây ngồi chung nè, cho vui. Em ngồi xuống đi chứ. Đây là mấy hộp trò của anh. Thầy ơi thầy, chị này là gì của thầy vậy thầy? Đây là bạn gái của thầy. Em làm quen đi. Đây là Thanh, còn đây là Oanh. Dạ chào chị. Chào hai bạn. Hai bạn ngồi đi. Em ơi. Ngồi xuống đi. Đây là học trò của anh mà. Cổ đi cả tuần nay rồi mà nghe nói cổ bị té cầu thang. Hả? Không biết cái thai có làm sao không? Vậy hả em? Dạ. Ủa mà chị làm sao với cô Vệ? À, tôi làm chung với cổ. Mà tôi lớn tuổi hơn cổ nên về hưu mấy năm nay rồi. Ủa, ngày nào cũng tới hả?
ngày nào cũng tới á, ngày tới 2-3 lần lận. Đi đâu hả cũng kè kè với nhau á. Cha đó lớn hơn cô vệ chắc cỡ chừng chục tuổi ngoài á. Tới đây mấy tháng liên tục, tới chừng cô vệ mang cái bụng lùm lùm á thì không tới. Hay đúng là đồ ghê. Đàn ông lường gạt Sở Khanh, cô thấy không? Quen người ta cho đã rồi cặp kè với người ta rồi có bầu cái bỏ người ta đi à. Bởi vì cái thứ này sao nó làm ăn thiệt à. Đàn ông mà khi nào không vậy chị ơi. Mà thời buổi này thiếu gì chị ơi. Có thân mà không biết giữ, thiệt thòi ráng chịu. Trời ơi, ở đời mà em, đâu có ai biết được về sau mình sẽ gặp chuyện gì xảy ra đúng không? Ta nói mỗi người mỗi cảnh. Khôn nhờ dạy chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Trời đất, thôi chị cảm sao ơn mà em nhìn nha. Giống bả vậy? Không lẽ... Chị đi nha em. Con thấy công ty của mình sao con? Bề thế lắm bà. Hoạt động rất quy mô, máy móc rất hiện đại, thiết kế đẹp mắt, không thua kém gì các nước trên thế giới đâu bà. Vậy à? Điều con thích nhất ở công ty mình là luôn có xu hướng mới nhất. Nhân viên trẻ giỏi, bản lĩnh và phong thái rất tự tin. Chắc con đi nhiều nước lắm hả? Dạ có. Con đi Thái Lan, Indo, Trung Quốc, Thụy Sĩ. Hồi ba nuôi con mất, con buồn nên con đã đi qua nhiều nước lắm. Con đi chơi vậy thôi à? Dạ không. Con còn trẻ nên đi nhiều cũng tốt. Mỗi nước như vậy con học hỏi thêm được gì nhiều. Dạ. À mà nè, ba muốn biết ý kiến của con trong phiên họp vừa rồi. Ba thấy hình như là con cũng muốn có ý kiến phải không? Bà, con thấy trong cuộc họp vừa rồi có một điều không nên là sự không đồng thuận của ban giám đốc. Sầu đau để khi nằm xuống có đem được gì theo trong đời ai cũng đều buồn phiền xin đừng hận thù với nhau trong đời ai cũng yêu thật lòng dù có lúc đầm xanh.